Con đang khỏe mạnh đang ở trước mặt chúng ta. Gửi tặng cho chị cái máy và cuốn tập san để mẹ đến với Chúa. Con được ơn gì? Thật ra con là Phạm Thị Tám ạ. Con ở giáo xứ Vũng Liêm ạ. Giáo phận Bùi Chu Nam Định ạ. Thế cha con được hai ơn ạ. Ơn thứ nhất là con bệnh nhiều lắm mà con bệnh đau đầu, bệnh thoái hóa cổ, bệnh biểu viêm chứng viện viêm họng, viện chấn áp, bệnh tim hẹp hay lá, bệnh dạ dày ạ. Mà thưa cha, Chúa đã chữa lành con rồi ạ. Thưa cha, con cảm ơn Chúa và cảm ơn mẹ và cảm ơn cộng đoàn ạ. Nhờ đâu chị biết đến là do điểm tim mình mà chị đến đây? Thưa cha, thì con đến đây là 4 lần rồi ạ. Và thưa cha, thì các người đi trước thì giới thiệu cho con, thì con đã đến đây là 4 lần rồi. Thế cha còn ơn thứ hai là ơn của chồng con. Chồng con nó bỏ được 62 tuổi mà chồng con nó bỏ Chúa là 32 năm ạ. Mà tháng cách đi 4 tháng là con nó đưa chồng con vào đây mà Chúa đã chữa lành cho chồng con. Chồng con bị bệnh u gan cổ trướng ạ. Giai đoạn sơ gan cổ trướng. Sơ gan cổ trướng rồi đấy. Sơ gan cổ chúa, cổ trướng. Sơ gan cổ trướng rồi. Sơ gan cổ trướng ạ. Mà Chúa đã chữa lành. Con cũng xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah. Thưa anh chị em, một người mà 32 năm bỏ Chúa, sơ gan cổ trướng, chết cả phần xác lẫn cả phần hồn. Mà nếu mà chết thì sự sống đời đời hay là mất sự sống đời đời? Mất sự sống đời đời. Chúa muốn cho người ta có được sự sống đời đời, cho nên Chúa phải cứu cái con người ấy thể xác, mặc dù rồi cũng phải chết, nhưng phải cứu cái thể xác ấy để họ vững tin, để họ quay về với Chúa. Gửi tặng cho chồng con cái máy 300 bài giảng nha. Và đây gửi tặng cho chồng con cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, còn con được ơn gì của Chúa con? Dạ thưa cha, con là Anna.